Ok và hello, xin chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Ok thì hôm nay thì như các bạn thấy thì mình mới gọi là thay chuồng cho mấy con chuột hamster của mình nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây thì đây là những cái con chuột hamster của mình và mình mới vừa thay chuồng cho nó xong luôn. Đây có hai con đực nè, đó hai con đực, đây con cái nè, và bên đây có một con chuột nhỏ nè các bạn. Đây con này thì mình thấy nó bị ăn hiếp nhiều quá cho nên là mình nuôi riêng như thế. Đây là bịch mùng cưa dơ nè, đó. Ok thì nói chung là thay mùng cưa rồi, sạch sẽ rồi, và hôm nay mình sẽ gọi là quay một cái video vlog nhỏ nhỏ để quay về những cái hoạt động hàng ngày mình cho nó ăn như thế nào á, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem đó. Và đồng thời thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể tiết kiệm được cái thức ăn đó, cũng như là vệ sinh thức ăn của hamster khi mà các bạn mới lấy ra chuồng như thế này, mới thay chuồng cho nó như thế này đấy. Ok thì nói chung là một ngày mình sẽ cho mấy con chuột của mình ăn một lần nha các bạn. Thì thường là mình cho nó ăn khoảng 7 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi tối đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ cho nó ăn sớm một tí. Vì sao? Thì vì hôm nay quay video nè đó, cho nên là mình cho nó ăn sớm một tí để có ánh sáng á, quay cho các bạn xem cho nó đẹp một tí đó. Ok rồi thì một ngày mình sẽ cho nó ăn gọi là một lần, và những bạn nào mà rảnh có thời gian nữa thì các bạn có thể thay thức ăn cho nó hai lần, hai hoặc là ba lần gì đó, cái đó là tùy theo heo các bạn thôi. Và thức ăn thì mình để từ hôm qua tới giờ thì nó ăn vẫn còn rất là nhiều nè các bạn đó. Nói chung thì chuột hamster mà các bạn nuôi nó không có tốn nhiều thức ăn đâu đấy, để một chén như thế nó ăn rất là lâu luôn đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đem những cái chén này ra ngoài đi, và mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn để có thể tiết kiệm được cái lượng thức ăn nhỏ như thế này nha. Ok và bây giờ mình sẽ đem mấy cái chén này ra ngoài và sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn nha. Ok thì nói chung là cái lượng thức ăn dư này thì các bạn không nên bỏ nha, thì bỏ thì nó sẽ gọi là rất là ổn luôn. Ok bây giờ mình sẽ để ở đây đi. Đây đây, như các bạn đã thấy nè, đó trong cái chén thức ăn này thì các bạn thấy cái gì? Đấy, thức ăn và những cái miếng mùng cưa như thế này đấy. Thì những bạn nào mà lót mùng cưa thì chắc chắn là chén thức ăn của bạn nó sẽ bị văng cái mùng cưa vô như thế này đấy, do con chuột của bạn nó gọi là nó chơi, trong quá trình nó chơi hoặc là nó bươi lên á thì nó sẽ bị văng vô chén thức ăn như thế này, sẽ làm dơ cái chén thức ăn của các bạn đó. Và các bạn tuyệt đối thì đừng có bỏ cái lượng thức ăn dư này nha đó. Và các bạn phải làm sao đây, các bạn hãy gọi là dùng miệng của mình á, các bạn thổi cho cái lượng mùng cưa này á, nó sẽ bay ra đây như thế này đó. Các bạn vừa lắc vừa thổi như thế này thì nó sẽ sạch cái lượng mùng cưa đấy đó, sạch những cái lá mùng cưa nó sẽ bay ra ngoài và thức ăn của các bạn nó sẽ sạch lại bình thường như thế này đó. Và thấy không đó, và các bạn chỉ cần thổi như thế cho nó sạch cái mùng cưa thôi, và các bạn đổ vào cái hũ thức ăn và cho nó ăn lại bình thường đó, và các bạn có thể tiết kiệm được một phần cái lượng thức ăn nhỏ này đấy. Và nếu như mà các bạn làm như thế mỗi ngày thì các bạn sẽ tiết kiệm được một lượng thức ăn rất là lớn luôn đấy. Như chén này nè, đó thổi ra thì nó sẽ sạch nè các bạn đó. Chén nào thì nói chung là lót mùng cưa thì các bạn phải chịu rồi đấy, còn những bạn nào lót các sang hay là các Ấn Độ rồi đó thì nó sẽ gọi là không có cái tình trạng này đấy. Và những cái con chuột của bạn nào mà nó có cái tập tính xấu, ví dụ như là nó hay tiểu vào chén thức ăn luôn á, thì các bạn sử dụng những cái chén thức ăn nhỏ như thế này để một lượng thức ăn nhỏ cho nó ăn thôi, để nó ăn vừa đủ thôi, chứ bạn đừng để những chén thức ăn lớn như thế này nha. Thì nó sẽ gọi là nó hay đi nó thích đi vệ sinh vô những cái chén thức ăn đó các bạn đó. Giống như ở nhà mình cũng có một cái con chuột vành chanh á, nó thích ăn đi vệ sinh vô cái chén lắm đó, cho nên là mình để một chén nhỏ như thế cho nó ăn thôi đó. Ok rồi bây giờ mình sẽ thổi làm sạch cái mùng cưa của chén này luôn nha. Đấy, rất là đơn giản luôn, và nó sẽ giúp ích được các bạn tiết kiệm được cái một lượng thức ăn rất là lớn luôn nha. Đây, những cái hạt mà hamster nó ăn nó bóc vỏ rồi đó, các bạn lấy bỏ ra. Đấy, còn những hạt nào còn nguyên thì các bạn cứ để vào hũ thức ăn cho nó ăn bình thường. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái hũ thức ăn mà cho nó ăn hàng ngày để mà đổ vào. Đó. Ok. Đây là cái hũ thức ăn mà mình thường cho nó ăn hàng ngày nè các bạn. Đây. Đây là thức ăn ngũ cốc nha. Thì có bạn hỏi mình á là cho nó ăn hạt khê hoặc là cho nó ăn bánh không á thì nó có sống được hay không. Thì mình nói luôn là nó vẫn sống được, nhưng mà nó sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng rất là nhiều nha các bạn. Các bạn nên cho nó ăn những loại thức ăn ngũ cốc như thế này. Đấy, một bịch như thế bên mình bán hiện tại là chỉ có 28.000 thôi. Bịch nửa ký thì mà các bạn nuôi hai cặp, một cặp chuột á thì nó ăn sẽ được khoảng là hơn một tháng nha các bạn. Đó. Ok rồi, những thức ăn dư thì mình sẽ đổ vào cái hũ thức ăn như thế này đó. Rồi các bạn
trộn lên để trộn giữa thức ăn dư với lại thức ăn mới trong cái hũ lên như thế này để mà cái mùi thức ăn nó sẽ hòa lẫn lại với nhau và các bạn múc vào chén cho nó ăn lại bình thường đó. Ok, thì các bạn cứ lặp đi lặp lại như thế này. Đấy, quá trình lặp đi lặp lại như thế này thì đến khi nào mà hamster nó ăn hết hũ thức ăn thôi. Đó. Ok. Đây là cái hũ thức ăn ngũ cốc mà nó rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn nha các bạn. Đấy, nó rất là nhiều hạt luôn, đủ tất cả các loại thành phần luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy thức ăn và mình múc vào cái chén cho nó ăn nha. Đấy. Các bạn khi mà các bạn múc thức ăn đó, thì các bạn múc rồi là đủ thứ cho nó nha. Nó thích ăn cái gì thì các bạn thì tùy nó thôi. Các bạn cứ múc đủ thứ, ví dụ như là cơm nè. Đấy, có nhiều con thì nó rất là thích ăn cơm gạo như thế này nha các bạn. Đó. Thì các bạn có thể mua thêm thức ăn cơm gạo không á cho nó ăn. Đấy. Một bịch bên mình bán hiện tại thì cũng chỉ là 10.000 một bịch, rất là nhiều luôn. Hoặc là các bạn có thể mua thêm bánh. Đấy, bánh chó rồi cho nó để trộn chung cho nó ăn luôn cũng rất là ok. Đấy. Đó, các bạn múc đủ thứ như thế này. Đấy. Thì nó cái hamster thì nói chung là mỗi ngày nó mỗi thích ăn cái loại thức hạt khác nhau, cho nên là các bạn cứ để đủ thứ như thế. Đấy, nó ngày nào nó thích ăn hạt nào thì nó sẽ ăn hạt đó thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem vào trong và cho mấy con chuột mình nó ăn nha các bạn. Đó, để vô chén đầy đủ như thế, sạch sẽ thế và cho nó ăn thôi. Rồi, và đối với cái hũ thức ăn á thì mình sẽ bảo quản bằng cách là mình sẽ để trong cái một cái keo như thế này. Đấy, có một chiếc nắp đậy kín lại. Đó. Thì các bạn hãy bảo quản như thế này nha. Đấy, để vào chiếc keo và bảo quản kín như thế này thì thức ăn của các bạn nó sẽ được ok và nó sẽ không bị mềm nha. Đấy. Đồng thời là kiến rồi nó không có bò vào nữa. Đó. Ok. Đây là cái chén thức ăn mà mình sẽ cho những con chuột mình ăn hàng ngày. Đấy. Thì ok. Đây, thí dụ như là cái chén nhỏ nè, mình sẽ cho cái con này nó hay đi tiểu vào cái chén đó các bạn. Đấy, mình sẽ để một chén nhỏ cho nó thôi. Đấy, và nó sẽ không có đi tiểu vào nữa. Đó. Ok, con này nè. Đấy. Con này nó có tập tính rất là xấu các bạn, nó hay đi tiểu vào cái chén thức ăn á. Đó, cho nên mình để một cái chén nhỏ thế thôi. Đấy. Còn sau khi mà các bạn cho nó ăn xong á thì các bạn lưu ý là nhớ cài cái cửa lên như thế này nha. Đó, nhớ cài cửa lại. Thì hôm trước mình có làm một cái video về cái vấn đề mà hamster các bạn nó bị chuột cống hay là mèo nó ăn á, nó tẩu thoát ra ngoài á. Thì cũng có rất là nhiều bạn phản hồi lại cho mình là hamster của các bạn nó cũng bị cái tình trạng đó rất là nhiều. Đấy, cho nên là mình khuyên các bạn là nuôi lồng á thì các bạn phải mua chiếc lồng an toàn có ổ khóa và các bạn cho nó ăn xong thì các bạn phải cài cái lồng lại kỹ càng như thế này. Đấy, mở cửa ra thì phải cài lại cho nó thật là an toàn. Thế thôi là mèo hoặc là chó chuột hoặc là con gì nó vào nó ăn hoặc là con hamster của bạn nó tẩu thoát ra ngoài thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới tính mạng của hamster của bạn rất nhiều. Đấy, ví dụ như con bia nè. Đấy, con bia này của mình thì nó rất là hiếu động các bạn, nó hay gọi là mình mà mở cửa một tí thôi mà không quên đóng lại thì nó sẽ nhào ra ngoài luôn. Đó. Ok. Thì nhà mình thì nói chung là cũng rất là an toàn, không có nuôi chó mèo. Đấy, cho nên là nó bò ra thì mình có thể bắt nó lại liền. Đấy. Ok, đây nè, đây con bia. Đấy, con bia thì mình sẽ cho nó một chén thức ăn lớn một tí nha, để mà nó có thể dễ dàng lựa những hạt của nó. Rồi, và sau khi mà các bạn cho nó ăn xong thì nhớ đóng cửa lại. Đấy. Và cái chuồng con bia này á, thì mình sẽ để cho nó một chiếc queo lớn như thế này, để cho nó tập thể dục, bình nước nè. Đấy. Ok, rồi bây giờ tới chuồng con sóc cái này nha. Đấy. Con sóc cái này thì nói chung là nó đẻ được 2 lần các bạn. Và mình sẽ gọi là chắc mình sẽ không cho nó đẻ nữa đâu. Tại vì mình thấy con này nó khá là ốm các bạn, cho nên là mình không có cho nó đẻ nữa. Đấy, chuột của các bạn thì đẻ thì các bạn nên lưu ý là cho nó đẻ khoảng 3 lần thôi thì các bạn cho nó ngưng đẻ nha. Và các bạn nuôi nó thôi chứ đừng có cho nó đẻ nhiều quá thì nó sẽ bị yếu sức khỏe rất là nhiều. Đây là hai con đực nè. Đấy. Hai con đực này thì rất là may là mình để chung á là nó không có cắn nhau các bạn. Đấy. Đây là chén thức ăn thì một tí nữa mình sẽ để vào. Còn bình nước thì hết thì các bạn cứ thay nha. Thay thì trước khi thay thì các bạn có thể rửa bên trong cho nó sạch sẽ, các bạn hãy để đổ nước mới vào. Ok, và đối với cái phần mà mùn cưa mà để lót chuồng cho hamster á thì cái mùa này á, thì nói chung á là những bạn ở miền Nam á thì thời tiết là rất là nóng, tại vì cũng gần tới hè rồi. Đấy, cho nên là các bạn lót một lớp mỏng thôi, đừng có lót dày quá. Còn những bạn ở miền Bắc thì theo mình biết thì trời thời tiết thì nó còn khá là lạnh đúng không? Thì các bạn có thể lót dày một tí. Hoặc là các bạn ở miền Nam á thì có thể lót các sang hoặc là có Ấn Độ gì đó cũng được. Đấy. Nói chung là các bạn thích cái nào thì lót cái đó thôi. Còn đặc biệt là lót mùn cưa thì các bạn nào ở mùa nóng quá thì các bạn lót mỏng thôi nha. Đấy. Để cho hamster của bạn nó thoải mái một tí. Mùn cưa thì mình thấy thì nó hút ẩm rất là tốt, giá tiền rất là rẻ luôn. Và lông của hamster nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy. Ok. Đây là con chuột nhỏ của mình nè. Đó.
Rồi và đây là những cái hoạt động hàng ngày mình làm hàng ngày luôn, để cho nó ăn rồi thay chuồng rồi uống nước đồ các kiểu. Thay chuồng thì một tuần mình sẽ thay hai lần nha, bạn nên thay 2-3 lần cho nó sạch sẽ nha. Ok, thì video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy thích cái video này hay á, thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này rất là nhiều. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.